Lô. Yo 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 yo. Yo. Rồi, nãy đợi mới trả lời xong đó, đợi làm tiên thủ đó, đợi làm streamer đó, streamer với lại tình nhân đó. Sắp tới đợi bán quần anh em ủng hộ. Bán quần dễ thương thôi. 3.500 thôi. Bán quần mặc ở nhà hay mặc đi chơi cũng được. Anh em mua tao bán luôn nè. Ơi. Chọn. Trời để có mạng luôn chọn. Rồi, mấy fan này biết sao không? Đứng đây đi biến về lấy kiếm dài nhưng mà đâu có ngờ mình để mình tính thời gian. Mình tính thời gian cho thật kỹ, mình chạy lên không cho nó biết giờ lấy kiếm dài. Được chưa? Còn một kiến thức không? Hơn nhau cái này. Có này là có tất cả. Đừng hoang mình. Sao đấy? Này chứ. Vậy. Này. Gõ vô đầu mày giờ một bắn. Mà gì đợi gõ đầu tôi. Bắn cái nữa nào. Bắn thêm cái nữa thì sao? E né. Đù. À sao ghê tỉnh quá vậy? Tưởng đâu nó quy nó sẽ đúp luôn, thưởng combo ghê vậy á. Nó quy chúng nó đúp vô, này tỉnh quá. Rồi đây gần trên đây. Đây. Ừ. Ngon. Hai sườn này hai một giây có tẩy lỡ đâu. Trời ơi, tụi giết xong bậc thông thạo rồi. Trời ơi, mấy đứa này chọc quỷ dữ rồi đó. Ai giết mình xong bậc thông thạo chứ. Gà gắt nhìn nó combo hụt hết chưa đúng không? Lỡ đờ đứng hơi cao. Mấy bé bực âm thạo là mấy bé dở rồi, mấy bé hư đừng nhắc sao đợi hạn. Go, buồn lát luôn. Rồi nó có lát, nó dùng lát nó giết mình khi mình không có beo là nó là chuyện bình thường. Giờ nó không có lát mình lên giết nó lại nè gì đó. Đấy, giờ nó chết rồi nè. Game này nó là như thế mà. Mình không có lát, nó có lát, lên giết mình nữa. Chứ không có lát thì mình giết lại. Đầu mà anh em sẵn thôi. Trời. Ủa cái đam đó kìa. Đam quỷ, đam khủng. Trời. Bây giờ sẽ mất hả mày? Nát quá vậy. Ủa đánh kìa. Thấy nồi. Gắt quá vậy. Quỷ ma quá vậy. Này quýnh cứ lão nha. Sẽ mất kề thê. Còn mình nó thách đấu thì nó kề thê, nó cũng gặp thách đấu rồi chứ. Khác gì đâu ta. Chết đi. Khùng. Vãi Lee Sin. Ok, món 1 giải kim, món 2 xong mới tặng. Ok Lee Sin. Ok, dân chơi hàng hiệu.
Ao thật đấy. Đứng bao cũng thằng đứng chung vẫn dính sóng âm mình nhờ. Giờ này nó chơi kiểu là đỡ mạng, nó dính sóng âm nó bay vô nó gờ chết. Ui dạ, hai. Hay à. À để xuống gồng à. Cái game này sao sai sao ta. Quỷ hết banana nữa chứ. Nó cái end luôn không á. Ok end. Nghiệp xà lờ dữ vậy. Bật ông Thảo chi cho thua vậy. Bật lại nào. Chơi game mà bật ông Thảo. Bật ông Thảo xong thua, nhục chưa. Giờ là mới kiếm hay nỏ hơn á. Nỏ được búp á, nỏ ngon hơn á. Nỏ nó có nội tại này nọ. Hút máu nó cũng, hút máu nó ít hơn mới kiếm, nhưng mà nó có nội tại này nọ ngon. Được búp cái siêu nhiều. Nhưng em nhớ like, subscribe kênh nhé.